cười xuyên Việt Tiểu Long Hội đang trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. CMV, Buffalo hay X-Pro, nhóm nào sẽ có màn trình diễn độc đáo nhất và không đụng hàng? Mày hay hoạt เลย ไม่ได้ แบบ เต็ม ไม่ like come for that. Với chủ đề rất mới, rất hấp dẫn, du lịch. Những địa danh nào sẽ được nhắc đến, những tình huống bất ngờ cực đã nào sẽ xuất hiện. Bóng bóng à, noodle noodle. Nước quá trời, quá trời. Quá trời, quá trời. À lèo. À noodle quá trời lèo. Rất là duyên dáng. Các bạn đã diễn hài mà dưới này chúng tôi khóc. Chúng tôi yêu quá chừng luôn cái đất nước Việt Nam này. Tất cả những người dân miền Tây rất cảm ơn các bạn. Quá nhân văn. Và cái câu slogan của bà Thư dành cho cái tiểu phẩm này cực đã. Đón xem Cười Xuyên Việt Tiểu Long Hội tập 10 được phát sóng lúc 21:05 ngày 19 tháng 5 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và được phát lại lúc 11:45 ngày 20 tháng 5 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.